Dân xin chào cô chú chị. Video này Dân giới thiệu cho cô chú chị mình một căn nhà với thiết kế tầng cổ điển, nó cách công viên 7 kỳ quan thế giới nè. Công viên 7 kỳ quan thế giới của chị à, mình nhìn thấy luôn ha, khoảng chừng 100 mét thôi. Thì từ công viên 7 kỳ quan thế giới chạy vào đây là chỉ 100 mét. Và cái căn nhà hôm nay Dân giới thiệu với cái diện tích là ngang 4 dài 19.7 chú chị, gần 4.20 luôn. Xây dựng một trệt và hai lầu ha. Đường trước nhà của mình là lòng đường 6m thảm nhựa nè. Vỉa hè hai bên mỗi bên 2m là 10m nha chú chị. Căn nhà của mình thì nó gần ngay ngã ba nè, cho nên rất là thông thoáng ha. Và căn nhà của mình cái hướng là hướng bắc. Cô chú anh chị nào thuộc khu mạng Đông tới Trạch thì sẽ hợp được với cái vị trí căn nhà này ha. Căn nhà này mình sổ hồng riêng có sẵn và hoàn công đầy đủ nha chú chị. Khi mà mua bán là sẽ công chứng và sang tên liền. Nhà mình sẽ có 2m sân xe máy nè. Vào trong có một khoảng không gian của phòng khách rất là rộng rãi nha chú chị. Căn nhà của mình thì do cái chiều dài nó rất là dài, cho nên là khi mà cô chú chị mình ví dụ như nhà mình có xe hơi thì mình có thể tận dụng cái phòng khách để mình để xe hơi ha. Còn cái phòng khách thì mình sẽ dời vào trong. Nếu còn nhà mình không có xe hơi thì cứ để phòng khách ở đây và sử dụng cái không gian phía sau của phòng bếp, bởi vì cái phần sau nó rất là rộng của chú chị để nhân đi vào ha. Mặt tiền cổ điển và những cái tông màu cũng như là những cái nhấn nhá ở trên cái phần trần thạch cao cũng như những cái phần đèn đó chú chị, nó cũng theo cái phong cách tân cổ điển hết luôn ha. Đó, như cái khoảng không gian phía sau nè, ví dụ như nãy Nhân nói là nhà mình nếu như mình có xe hơi á thì mình sẽ đậu vào trong cái khoảng phòng khách này đó. Còn cái ở đây mình sẽ làm cái khoảng không gian của phòng khách bởi vì cái thiết kế đó là do đó là khi mà cô chú chị mình trong cái khu dân cư Cát Tường Vũ Trinh, xã Minh Bắc, Đức Hòa, Long An của mình, thì khi mà cô chú chị mình xây mình phải vừa 2m sân phía trước vậy đó, để mà cho nó phù hợp với cái quy hoạch để được hoàn công nha. Rồi đây là mình phòng bếp nè. Bếp thì mình có bếp trên, bếp dưới luôn quý chị, rất rộng ha, bếp trên, bếp dưới. Và bên đây có một cái tủ đồ khô cũng rất là to cho cô chú chị mình trưng bày những cái vật dụng trang trí. Phía sau cùng là khoảng không gian giếng trời nha chú chị, đó để lấy sáng và lấy gió cho căn nhà của mình. Sau cùng là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này có bồn cầu, có lavabo, có vòi sen đầy đủ hết nha. Cửa toilet thì bằng nhôm sinh pha. Cái căn nhà này đó của chú chị, cái lúc mà chủ mới làm xong đó thì bên chủ có người trả giá là 3 tỷ mốt rồi. Thời điểm đó là ảnh kêu 3 tỷ 250, đã có người trả 3 tỷ mốt. Nhưng mà thời điểm nó cái kiểu giống như chưa kẹt tiền lắm, cho nên là anh không có bán. Và thời điểm này thì nó thẳng là ngợp rồi, sắp mặt rồi đó chú chị. Cho nên là hạ thẳng xuống luôn, còn 2 tỷ 500 triệu, 2 tỷ rưỡi cho căn nhà này nha chú chị. Một cái mức giá mà nó cực kỳ hợp lý để cho cô chú chị mình mua để về ở ha. Lên lầu 2 mình sẽ có hai phòng ngủ nè, đây là phòng sau. Phòng ngủ thì mình có toilet ở trong, và toilet thì cũng ốp gạch phun tường nè, có đầy đủ bồn cầu, có lavabo, có vòi sen đầy đủ hết chú chị, có kính nè. Nên mình về chỉ cần mình đặt giường tủ và mình ở thôi, không gian phòng ngủ ha, rất rộng rãi. Đây phía sau nè, nó mình giặt phơi này kia là mình tận dụng cái sân phía sau này ha, rộng rãi thoáng mát. Ở đây quý vị nằm nhìn ra làm thấy công viên 7 kỳ quan thế giới nè, nó chừng 100m thôi. Ở phía sau này anh cũng đã rào lại kiên cố hết nè, ở trên thì lợp mái tôn hết rồi nè quý vị, nói chung làm ngon lành hết rồi. Ví dụ bây giờ Nhân nói cái thời điểm này với một cái lô đất như thế này đó, 4 x 19.7 gần 20 hồi trước nha, cũng có nhà vệ sinh trong này. Thì cô chú chị mình mua là nó rơi vào tầm khoảng 1.3 tỷ một lô. Cái thời điểm sốt ấy, thì cái khu vực này nó khoảng tầm 1.6 1.7 một lô với diện tích này đó. Đây là view trước nhà của mình, nó nhà của nhân chú chị, nó về đây làm hàng xóm luôn nha. Là khu vực này thì rất đông đúc rồi. Nó thời điểm sốt thì khoảng 1.6 1.7 ha. Thời điểm hiện tại thì nó giảm xuống còn khoảng 1.2 1.3. Thì cái căn nhà này cô chú chị mình xây lên thì nó rơi vào đâu đó khoảng rẻ nhất cũng phải tầm 1.4 nữa. Đó.
Tức là cái căn nhà của mình là nó rơi vào tầm khoảng 2 tỷ 6. 2 tỷ 6 mà cô chú chị mình làm giấy tờ rồi này kia nữa cũng rơi vào tầm khoảng 2 tỷ 7 rồi. Nhưng mà thời điểm hiện tại này chủ nhà chỉ bán với cái mức giá là 2 tỷ rưỡi thôi. Coi như là anh lỗ mấy trăm đó. Tại vì anh mua cái đất là đợt sốt. Anh mua đất là đợt sốt thì nó cũng khoảng hình như nhớ không làm 1 tỷ 4 năm chục. Lúc đó nó chưa đỉnh điểm. Đã xây cái nhà lên 1 tỷ 4 nữa. Coi như là 2 tỷ 9. Đó. Giờ anh bán 2 tỷ rưỡi là coi như là lỗ 400 triệu đúng không chị? Cái lỗ 400 triệu đó không thành vấn đề. Mà cái vấn đề là cái thời điểm anh mới làm xong, ảnh vừa hoàn thiện xong cái nhà là người ta trả 3 tỷ mốt. 3 tỷ mốt là coi như là ảnh lời được mấy trăm đó. Nên anh không chịu bán. Nên còn để tới bây giờ là coi như là sắp mặt luôn. Còn thêm tiền ngân hàng nữa. Đây, cảm ơn con chú chị rất nhiều ha, đã dành thời gian theo dõi video của Nhân. Con chú chị mình nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi rất nhiều video sau nhé. Còn bây giờ Nhân xin chào và hẹn gặp lại con chú chị mình ở những video tiếp theo.